Bây giờ là bài 102, tương với phần 6 bài 30 quyển 2. Đi一百零二课. Đầu tiên hãy nói, tôi rất thích vận động. 我很喜欢运动. Mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện một tiếng. 每天都坚持锻炼一个小时. Mỗi ngày đều kiên trì tập luyện 1 giờ. Cho nên sức khỏe rất tốt. 所以身体很好. Bây giờ là từ tản bộ. 散步. 散. San bu bu san bu san bu. Buổi tối đi tản bộ không? Wǎn shàng qù sàn bù ma? Wǎn shàng qù sàn bù ma? Cùng với mình đi tản bộ. 跟我一起去散步. 跟我一起去散步. Từ sàn bù cũng là động từ ly hợp, nên khi dùng bổ ngữ chỉ thời gian như một lát, sẽ để vào giữa. Tản bộ một lát, nguyên văn là tản một lát bộ. Sàn ý hồi bù. Sàn ý hồi bù. Thường hay tản bộ một lát. Chàng chàng sàn ý hồi bù. Chàng chàng sàn ý hồi bù. Sau bữa cơm tối, tôi thường hay tản bộ một lát. Wǎn fàn yǐ hòu, wǒ chǎng chǎng sàn yǐ huì bù. Wǎn fàn hòu, wǒ chǎng chǎng sàn yǐ huì bù. Hãy chú ý ở đây có thể dùng hòu để thay cho yǐ hòu. Sau bữa cơm tối. Wǎn fàn yǐ hòu. Wǎn fàn hòu. Bây giờ là từ bài vở, âm Hán Việt là công khóa. Cung khở. Cung. Cung. Khở. Khở. Cung khở. Cung khở. Bài vở rất bận. Cung khở hẩn máng. Cung khở hẩn máng. Có rất nhiều bài vở. Yếu hẳn đua cung khở. Yếu hẳn đua cung khở. Ôn tập bài vở. Phủ xí cung khở. Phủ xí cung khở. Bắt đầu ôn tập bài vở. Khai sử phụ xí cung khở. Khai sử phụ xí cung khở. Sau đó thì bắt đầu ôn tập bài vở. Rán hậu chịu khai sử phụ xí cung khở. Rán hậu chịu khai sử phụ xí cung khở. Hãy nhắc lại đoạn này. Sau bữa cơm tối, tôi thường hay tản bộ một lát. Wǎn fàn hòu, wǒ chǎng chǎng sàn yǐ huì bù. Wǎn fàn hòu, wǒ chǎng chǎng sàn yǐ huì bù. Có lúc cùng bạn bè nói chuyện phía một chút.
有时跟朋友聊聊天儿. Sau đó thì bắt đầu ôn tập bài vở. 然后就开始复习功课. 然后就开始复习功课. Bây giờ là cách nói nửa tiếng. Bàn gần xào sứ. Bàn. Cửa. Xào. Sứ. Bàn gần xào sứ. Nguyên văn là nửa cái tiếng đồng hồ. Bàn gần xào sứ. Nghe nửa tiếng. Thiêng bàn gờ xào sứ. Thiêng bàn gờ xào sứ. Ghiêm bài khóa. Khờ vấn lù yên. Lù. Yên. Khờ vấn lù yên. Nghe nửa tiếng ghiêm bài khóa. Thiêng bàn gờ xào sứ khờ vấn lù yên. Thiêng bàn gờ xào sứ khờ vấn lù yên. Bây giờ hãy nhắc lại. Sau bữa cơm tối tôi thường hay tản bộ một lát. Hoàn phản hậu, tôi thường thường sản ý hồi bụ. Hoàn phản hậu, tôi thường thường sản ý hồi bụ. Có lúc cùng bạn bè nói chuyện phía một chút. 有时跟朋友聊聊天儿. Sau đó thì bắt đầu ôn tập bài vở. 然后就开始复习功课. 然后就开始复习功课. Nghe nửa tiếng ghiêm bài khóa. Thiêng bàn gờ xào sứ khờ vấn lù yên. Thiêng bàn gờ xào sứ khờ vấn lù yên. Luyện tập hội thoại. Luyện xí hội hòa. Học trước từ mới và bài khóa. Yu xí sinh tử hờ khờ vấn. Yu xí sinh tử hờ khờ vấn. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Nhẹ, nặng. Chiêng, rộng. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. Lão giả, 我打听一下. Bến xe buýt. 公共汽车站. Trình độ tiếng Trung. 汉语水平. Thắng thua. 输赢. Hai viên thuốc. 两片药. Kết quả ra rồi. 结果出来了. Sao khóc vậy? 怎么哭了? Mấy căn hộ, mấy căn nhà. 几套房子. Hơn 30 mét vuông. 30多平方米. Vội vàng về. 往回赶. Tuy hơi bị đắt một chút. 虽然贵了点儿.
hai đề, chỉ hai câu trong đề thi để kiểm tra. Lãng đạo thí. Chết rồi, tồi tệ. Rau cao. Là muốn cười. Chiều sáng xẻo. Khép sách lại, gập sách lại. Khứa sảng su. Cuộc sống ở đây. Trở thành sinh hoạt. Thức ăn quá ngấy. Thải thải yếu nỉ. Trước giờ không ngủ trưa. Chúng lái bú sủy ủ chảo. Học hai tiết học. Sẵn lẻng chế cửa. Chạy bộ, bơi, đánh bóng. Bảo bù, yếu dũng, đá chiếu. Tản bộ một lát. Sẵn ý hồi bù. Nửa tiếng. Bạn cái xào sứ. Ôn tập bài khóa. Phủ xí cung khở.